Thưa các bạn, mình đang có mặt tại hội chợ ở xã Thanh Tiều, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ở đây là đọc lô tô là đọc liên tục luôn nhé các bạn. Đọc liên tục luôn. Các bạn mà đi hội chợ này chơi á, chơi đủ các vòng á, thì cầm khoảng tầm 20 triệu đi nha. Cái đốm này nè, đẹp lắm. Buồn thì sao? Dòng lại mấy kia 767 tới hát màu xanh dương. Chị Thảo ơi, giờ này chị Thảo đang ngồi ở đâu? Chị có biết là em buồn lắm không? Chị đau quá, ơi đau thương. Giờ này có ở đây trời đau, mau về đây thắp nhang cho mẹ và ngày Tết na. Đột nhang hương trầm, bởi từ lúc con bụng mì từ bóng mì từ bóng mì từ số đầu tiên xuống vô con bụng mì từ bởi vì đi con mì từ con mì bốn con mì từ con mì từ con số gì đi con số tám con số tám con số tám con số tám con bụng gì đi con bốn mươi con bốn mươi con bốn mươi con bốn mươi con bởi vì đi con mười hai con mười hai con đúng gì đi đúng gì đi bốn mười tám con đúng mười tám bốn mười tám bốn mười tám con mười gì đây giờ con mười sáu con mười sáu con mười sáu con mười sáu số gì đi giờ con số chín con số chín con số chín con số chín con năm gì đây con năm mười ba năm mươi má năm mười ba năm mươi ba năm mươi ba năm gì đi con năm mươi chín năm mươi chín năm mươi chín năm mươi chín con năm mươi chín năm mươi chín con ba gì đây ba mươi lăm con ba mươi lăm tên là đã có thì chúng chúng rồi một tay nắm tay có gì đâu rồi nắm tay ra làng quá trời chị ơi phụ tâm ký hiệu đúng ký hiệu ba mươi lăm có một bốn tám có hai 16 có 3 và cuối cùng con số 9 ấy dụng xã. Thôi kêu bạn đó không trả lời. Không trả lời luôn. Dạ có. Rồi đây ra em lựa cho anh làm xã. À, anh lấy cái này đi. Dạ em biết rồi. Dạ này nè anh cầm cái này đi. Để anh cầm đó. Số Zalo số mấy. Có người yêu chưa? Ồ hỏi có người yêu chưa? Anh nói bà có chồng rồi. Vậy là chị em hả má? Không mà tôi thích cái gu này nha. Tôi thích cái chịu mà chị em. Mà kính kính men men vậy tôi chịu. Đừng như bà kia dây 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 là không chịu. Anh đến quay phim quá trời. Anh được bao nhiêu lượt like anh? Dạ cỡ 3 ngàn không? 5 ngàn hả? Dạ 5 ngàn 5 triệu 5 triệu like. Rồi kia là má em nổi tiếng. Ừ. Còn má nó có được bao nhiêu lượt like? Lượt like mà cỡ nhiêu? Có 40 lượt like hả? Chị nghĩ đi dò đi má ơi. Quay tôi cho khổ. Hả? Lỡ em quảng cáo luôn. Em kênh YouTube của em là Tiểu Hoàng Phúc. Cái lượt like của em là 11 triệu view. Thật sự bấm vào đó tỷ sư lân tình nhà quay 11 triệu view. Em có nút vàng YouTube đồng hoàng. Số gì đây con? Số 7. Lỡ là chị em quảng cáo luôn chị. Bắt quá ngày mai nghỉ tháng. Con số 7, con số 7, con số 7 số đầu tiên cho năm gì đi con 50, nguyên 50 con, 50 con, 50 con số gì đây con số 5, con số 5, con số 5 cho năm gì đi 54, 54 cho năm 54, 10 gì đi con 18, con 18, con 18 con số gì đi con số 10 con, số 10 con, số 10 con 10 gì đây. Dạ con về ngay con, mi ngay con, mi ngay. Con về ngay năm gì đây con 57, 57 con 57. 57 con ngày gì đây ngày con thế là 21. 21, 21 là 21, 10 gì đây. 10 gì đây con 19, con 19, con 19. Con 19 con ngày gì đây hay. 22.
gì đây? Không ngày nương đấu là 36, là 36 đẹp dê lên. Nay đã có ngay chú. Là nó khổ rồi cưng, nó khổ luôn phải không? Đường nào cũng không có về quê. Đó, mất quá ở lại làm cho bà thêm tháng nữa là về. À, dự tính của em là mùng 5 sáng mùng 6 lên đường. Nhưng mà tình hình này nó không ổn đúng không chị Thảo? Thì mình ở lại tiếp tục đúng không chị? Không, vui vẻ không vào bà. Vui vẻ không vào nha. Rồi, cái hiệu đúng cái hiệu. 36 có 1, 21 có 2, 18 có 3, số 7 hấp lên. Trời ơi, con chị đẹp trai quá. Ờ, gấu bông. Nó bông hay là nó trái gì? À, để biết anh lựa màu phải không? Con trai có không? Ờ, con trai thì lấy màu mạnh mẽ chút xíu. Hả? À, để mà trái á, thì lấy cái màu hồng. Thường thường trái nó thích màu hồng. Mà dưới đây có ai trái không vậy? Cái chị trái. Nghe nè gái, nghe nè, chừng nào đẻ. Đi nè má ơi, qua bên lấy thêm phần quà nữa má ơi. Lấy tiền này nữa. Hồi quý hai phần quà mà mới chơi lô tô quá thiệt tình dễ sợ luôn. Thấy không, thấy đòn em uy tín không? Quá bảnh nhận đi. Gì anh? Xích lại đây. Đưa cái mặt đây. Không mấy thì còn ý đổi. Đưa cái mặt đây. Kiếm được hay chưa? Nhiều khi á, mấy đệ của em nó không biết em là bóng hay là anh trai. Ba hồi lên sân khấu múa quá trời luôn. Ủa về nhà một đàn ông dữ dằn luôn, ra ngoài. Mà sáng con quên lên nhà ngoại ăn cơm. Mà con nói thiệt với ngoài con ăn cơm nội sáng sớm 7 giờ. Đó, ở dưới kia nó điện thoại con lên bên sập sáng. Đó, xa. 54 44 con số gì đây? Dạ con số 3. Con số 3 năm gì đây? Cái năm gì đây? 54 là 54 chứ 54 chứ 54 54. 10 gì đây? Con 15. Con 15 thì con 15 cái năm gì đây? Năm gì đây? Con 53. 53. Con 53, cái 53 năm gì đây? 51 là 51. 51 là 51. 51 là 51. 51 là 51. 3 gì đây? Con 35. 35. Trời đất ơi, giống cái chùa Thiếu Lâm quá. 35 cái năm gì đây? Năm gì đây? Con 52. 52. Ba gì đây? 34 là 34. 34 là 34. Có ai có cái bỏ cho em mượn gõ luôn. 34 là ba gì đây? Ba gì đây? Con 39. 39 bốn gì đây? Con bốn gì đây? 48. 48 con 48. Từng đòn dãy luôn anh cơ bắp đem lên đây. Trời ơi, tối nay bà trả tiền tôi gấp 4 lần nha bà nội. Trời ơi, em đang mệt mà em thấy anh em khỏe ra luôn đó. Em không biết, ngửa tay em coi. Rồi, ký hiệu đúng ký hiệu. 48 có 1, 39 có 2, 26 có 3, 15 lụm lúa, kiểm xã. Chị cho em hỏi thăm anh có vợ chưa? Chị, anh có vợ chưa vậy? Anh này, hả? Vậy mới có kinh nghiệm. Con đội cái nón lùng lùng hả? Rồi, con gấu trái tim. Lúc này anh nói Zalo số mấy vậy? Nói nhỏ đừng cho em biết không? Không lại con đó má. Bà dám nắm tay trai cỡ giống như tôi không? Tôi nắm hết đó, tôi thích ai tôi nắm người đó đó. Dạ anh thì tối nay mình ra cầu đò hả? Dạ, chụp lời mới ký hiệu 958 với tấm bé màu hồng luôn nha.